quay cho cậu Phong coi nha, để cho anh Yên nè. Chị Sơn Ca cảm ơn Phong nha. Vậy nồi chừng nào ăn đi. Vậy 300 g. 300 g. Vậy là ba trái chỉ ký hả ta? Ba cân sữa ba trái. Cân muối á mẹ, bỏ thêm nhỏ nha. Nó cứng vậy. À, đâu có cái cối đá nè, hết sảy nè. Cối đá của bà nội nè xí. Trời ơi, làm ngon lắm anh. Ừ, em ru hả? Dạ. Nó không có cái, giống như cái nhỏ nó bập bên nó nhẹ anh. Dạ, người ta có bán mấy cái cối mà bằng bột đá đó. Nó đâu có bằng cái cối đá nguyên cối này. Đúng rồi. Cái cối này đâm ngon lắm nè. Nó hủ. Ngày xưa thì mình hay ăn là bún riêu, cái mình lấy riêu mình nấu cái canh rau thôi. Dạ. Tại vì thịt nó rất là mắc. Ừ, sau này bà con mình bán bún riêu ở Sài Gòn mới là sử dụng tới thịt rồi heo quay ha. Dạ. Rất là nhiều. Nếu ăn heo quay thì mua heo quay. Ừ. Anh ăn chừng này rau củ hả? Dạ, làm rau củ gì đó. Cải với rau muống mình làm chua rồi, giờ mình làm miếng củ cải đỏ với dưa nè, trộn vô. Tới tới mẹ làm nấu bún riêu làm chua mẹ. Làm chua. Tại vì ở trên chùa mấy chỗ mà người ta bán chợ đầu mối á, cái hàng tồn hàng bỏ cái người ta đem cho. Cái mới thì chùa nấu để làm bữa ăn miễn phí á mẹ. Cơm từ thiện. Dạ, rồi còn mới đem lại phía trước cho bà con ăn để bỏ tội. Bữa đó nhiều lắm. Bữa mấy cô lấy sáng nay đem để trước cho bà con á. Bí xanh, bí đỏ với rau củ, củ su, dưa leo rồi đó. Mà điều đồ nó không được tươi lắm. Tại hàng này tan chợ á. Nó hồ duyên để giật mình kìa. Em sao hả con? Sao không ghẹo em hả? Hù con hả? Ghẹo em chị không ghẹo em nghe. Ghẹo em chứ vậy con. Rồi cho anh trộn đường vô. Con đá em. Sao? Con đá em. Con đá gì? Sao không thầy hù em hả? Làm giật mình hả? Giật mình hả? Sao không có ghẹo em nha. Con làm gì mà anh hay ghẹo con vậy? Con đi làm gì? Con kiếm con gấu kìa. À con kiếm con gấu hả? Gấu em. Gấu em hả? Kiếm giùm em đi con. Người ta đang kiếm mà anh hay đi theo hồ. Nè bỏ vô tụi gấp thú rồi. Con lên con gấp thú đi. Con kiếm gấu em. Lên mở tủ gấp thú cho em chơi đi Sơn Hồng. Mẹ nói người ta trồng quanh năm vậy nè. Ngon sợ luôn, ăn lâu lắm. Hồi xưa sao mình trồng gì cũng ngon mà giờ trồng gì cũng hư hết luôn. Hồi xưa mẹ trồng cái này rất là nhiều. Rồi mẹ làm muối làm chua quanh năm luôn, quá trời chua luôn. Chua như vậy nè. Dạ. Hồi đó con nhớ lấy cái muỗng cạo ruột phụ mẹ. Cạo cái ruột ra chị ta. Sát muối vô cái làm nước muối với đường bỏ 2-3 ngày sau. Chua. Dạ, mẹ làm chùa ăn không khác, cái mẹ đem cho mấy gì? Cho. Ừ. Cái này mình cũng cho nè. Cho dĩa 13, cho dấu 13 để có bầu rồi, cho nó hủ. Ốc bà anh ấy, nó thèm đồ chua ngoài chợ, ốc bà anh ấy để về xin má năm cho ăn, rồi có mua đồ chợ. Sao ta bằng bột chua, giấm tay rồi đó. Dạ, có tốt hơn. Giấm nuôi thì nó ngon hơn. Giấm tay ăn con hay răng quá con cũng không ăn nữa, sợ ảnh hưởng bao tử á. Giấm hơi nó dịu. Dạ. Có lên men tự nhiên nó tốt hơn. Có ngày không được. Kinh chuyện mình. Bệnh uống thuốc chưa xong giờ đi làm đồ đừng cho. Dạ tỉnh là qua làm suốt ngày luôn á. Dạ. Vậy mỏi giống như trước mặt á. Mẹ phải giữ sức chứ mẹ đâu có làm gì vậy được. Hai anh em chạy ra chơi gấp thú rồi. Kiếm gấu em để chơi bỏ làm lum á. Em thấy mở trong tủ còn mấy bịch không em? Còn có bịch anh, em lấy hai bịch em đâm. Cua cũng nhỏ không có bự. Có cái đá tầm sướng nè. Im tay lắm. Do tay của Hà Nội đó. Để lại. Còn cái cối đá nhỏ nè, của Bắc Năm để lại kìa. Còn đâu tay cối đó tôi. Để ăn giường kìa. Có nè. Cái nhỏ. Bữa mẹ với ba lên nhà Bắc Năm dọn về đó.
Bữa sập nhà. Dâu sập nhà hả mẹ? Cho nước vô lượt ha. Em đổ nước vô lượt nè. Lấy cái thịt đó. Này chút em đâm lại cái nữa. Thấy nó còn thịt nè. Riêu không á? Riêu hồi xưa thì mẹ bắt còng á, về mình đâm vậy nè. Đó là mắm còng. Cũng dắt nước ra. Còn cua đồng thì không có ai xài á. Đâm rồi đem phơi hả mẹ? Rồi cái bữa sau mới đem dắt lên nước. Lấy nước cơm trộn vô phải không mẹ? Cho cái chín. Nghe nói hồi xưa ở đây còng nhiều lắm. Nhiều dữ lắm. Giờ hiếm. Xưa anh với anh Bảo cũng đi bắt còng. Anh Bảo chắc cỡ Sơn Hùng, anh cỡ Sơn Hà. Dạ. Không, anh lớn hơn chút. Dạ. Anh nhỏ hơn anh Bảo 3 tuổi. Để anh về á, em đâu có biết ăn đâu. Chứ ăn được ngon quá à. Ghi má anh còng ghi ngon dữ. Nó còng cái mình rang, riêm. Má nhiều quá thì sai. Nấu canh đó. Rau à. Dạ. Trồng cái cây chuối. Anh hai đâu rồi Sơn Hà? Đi gấp gấu em hả? Sơn Hùng đi gấp gấu em. Gấu em đó hả? Dạ. Anh hai gấp được hả? Dạ. Cảm ơn anh hai chưa? Cảm ơn rồi. Cảm ơn anh rồi hả? Sơn Hùng gấp được giỏi ta. Này không biết lần thứ mấy con gấp được nữa. Sơn Hà gấp còn hay hơn Sơn Hùng nữa đó. Tại vì nó chơi mỗi ngày. Gấp con gấp là 3-4 lần. Gấu em đẹp không? Dễ thương không? Dễ thương. Cảm ơn anh hai chưa? Cảm ơn rồi. Rồi, ừ. Con hát chưa gấu em đi. Mở quạt cho em đi Sơn Hùng. Nực quá Sơn Hùng. Con hát cho gấu em đi. Con hát cho gấu em nghe đi. Đi học về. Đi về. Con đi. Này. Rồi hả? Con đem con hát á. Hát cho gấu em nghe đi. Ừ, bắt cái điện thoại ha. Sợ anh hai lấy nữa mà. Anh hai cho con mà. Đào cho anh mượn con gấu rồi. Đâu em đang làm gì đó. Em rồi. Rồi có chân tét không? Đang chơi với Sơn Hà. Cậu Phong hỏi là cua làm chưa hả? Dưới nhiều không Phong? Dạ. Cua dưới nhiều không? Nhiều á. Má dưới khỏe hả? Dạ khỏe. Đang làm cái món của cậu Phong gửi lên nè. Dạ. Giờ hay không nè. Dạ anh làm đây anh em. Dạ. Rồi ok cưng. Tôm dẻo quá em. Dạ. Tôm thẻ mà nó. Cái em dự phần lên giá nha. Dạ. Cái này giá. Con biết rồi. Đây này con lấy con. Đây là nồi nước lẩu ha. Còn bên kia là nồi riêu. Nồi riêu. Dạ. Mà sao tự nhiên nó chín cái nó đông cục nó lại hay quá ha. Có từng miếng rồi. Ở Sài Gòn á mẹ, là cái món bún riêu cua đồng, lẩu bún riêu cua đồng là rất là đắt hàng luôn á mẹ. Nó giá bình dân mà nó ngon. Người ta nấu chung với sườn á xuyến. Dạ. Sườn heo. Dạ, người ta làm nước nó rất là ngọt. Nấu canh mồng tơi. Cái này nó canh mồng tơi ngọt lắm. Mình còn phần đó để bữa nào dạ. Mình nấu canh mồng tơi ha, cho cô chú mình tham khảo. Dạ. Dạ. Nấu giống như cái nồi canh vậy đó mẹ, mà anh ta kêu là lẩu cua đồng. Dạ, chủ yếu là bỏ sườn vô thấy.
với có thể có ít chả gì đó. Dạ lẩu ngọt. Dạ hay gọi là canh ngọt. Chịu nghe là giỏi rồi. Rồi cuối tuần mẹ cho nha. Dạ. Ừ cuối tuần mẹ cho. Dụ nó. Chứ mà ngày nào cũng khui và sao mà chịu nổi. Đó, hẹn cuối tuần. Vậy chứ bữa hay bữa là rồi ha. Không chờ tới cuối tuần nổi đâu. Không chờ tới cuối tuần nổi. Mà trì hoãn được ngày nào hay ngày đó. À, thơm luôn. À, xuyến đàn gió kêu rồi. Dạ. Cái riêu này mình có bỏ thêm gì cho nó đặt cứng lại thành cục cục không mẹ? Chút làm chả. Hình như thấy có người bỏ trứng hả mẹ? À đánh trứng vô hấp lại hả? Con nhớ nó một cái miếng to to cứng cứng. Vậy đó, cái riêu đâu đủ nhiều. Dạ. Chịu lấy mùi ha. Với lại riêu á mà mình tự nấu á mình sẽ yên tâm hơn. Tại nhiều khi mình mua ngoài chợ người ta thay sẵn mình không dám á. À, mình mua về mình tự giả. Sao mẹ suy nghĩ nè, nó ở ngoài chợ đồ mối người ta bán gì, người ta có bắt ra tụi con không chứ? Thì mình không làm nên mình không biết. Ừ, không biết. Nên là ở một số cái chợ nhỏ rất là hay mà ở Sài Gòn á, là người ta để mấy con cua nó bò lõm ngõm vậy đó, đầu cái mua bao nhiêu cân xong họ làm tại chỗ cho mình thấy luôn. Dạ. Người ta có cái cối xay á, người ta bỏ vô tao xay rồi người ta đưa cho mình về mình tự làm. Dạ. Còn như ở chợ đầu mối làm sẵn thì bà con mình ngại mua, tại mình không có nhìn thấy đó. Sư Hùng đâu? Sư Hùng ra hả? Sư Hùng sau lưng ba hả? Ừ, món cuối tuần ngoan rồi mẹ cho. Ừ. Ừ, cái đó giờ để bán còn cuối tuần ngoan mẹ cho hen. Mẹ cho. Ừ. Ừ, mẹ cho cái đó. Cho chú. Cho chú. Ừ. À, mẹ con này con quán. Đâu con thử coi, cái này là cái gì Sơn Hùng biết không? Dạ, lúc này để tập cái chụp. Cho quảng cáo cho mẹ hả? Được, nhưng mà... Đâu, đâu mẹ cho ba coi thử coi nổi không? Dữ ta. Không, xài về chưa đúng nè. Chưa đúng, xài cho đúng kỹ thuật coi. Dạ. Thọt hai tay vô. Mình thọt hai tay vô rồi cho nó không có bị tuột tay á, nó búng vô mặt, thấy không? Cho không làm được mấy cái. Dạ. Làm được bao lâu? Dạ. Không biết nữa. Rồi, mấy bạn nào mà có mua cái này thì liên hệ Sơn Hùng hen. Sơn Hùng bán phụ mẹ nè. Mẹ chia cho nhiêu phần trăm? Dạ. Mẹ chia cho nhiêu tiền? Này 80 mấy. Tầm mấy ngàn hả? Rồi thôi cả nhà mình vô ha. Hình như có hai cây, cây nhỏ cây lớn phải không Sơn Hùng? Dạ cây 30 kg. Cây 30 kg với cây 20 kg hả? Xiến rang màu hột điều thôi. Màu điều. Mẹ ra nè anh, đó màu điều. Này mà khét quá thì nó đắng phải không? Ê. Nấu cơm hả chị? Chúc Quang uống riêu nghe. Chủ anh em Quang uống riêu. Bữa nay nấu một nồi rất là to luôn nè. Không gửi vô nè. Gửi vô mà chị. Dạ, tách cu sẵn luôn. Rồi bỏ tủ lạnh. Vô đây mình xay. Có cô đồng hả sếp? Có, mình nhỏ không anh? Ở đây cô mình bự luôn à. Cô đồng bự luôn à. Ở ngoài đó hôm nay đi bắt cua, bắt cua em tưởng đâu bắt cua biển của mình hay bắt cua đồng. Nó bắt cua lại vô tưởng nó ngon ha. À, tưởng ngon, nó bắt cua dữ lắm. Chứ cua kia nhiều là giàu rồi. Đủ tủ một tủ đầy nhóc luôn. Bắt năm mươi dịch thì quá trời. Dạ, năm mươi dịch tới sao á. Mẹ pha mắm chấm trong nhà. Bữa nay là món gì vậy chị? À, chị thịt này ướp nướng. Còn gà nấu miếng. Vậy cho ba Thương đi. Còn chị qua đây ăn bún riêu nè. Ngon lắm nè. Ừ. Bún riêu có cua đầu ngon á sao? Dạ.
cua mình làm nữa, mình yên tâm. Ừ. Đó, Phong gửi vào đậu phộng nữa đó. Ngâm là nấu hả Xuyến? Dạ. Nấu hết luôn hả Xuyến? Dạ. Nấu hết luôn hả? Dạ, nấu hết luôn. Nhiều quá vậy? Nấu hết lần đi rồi bỏ tủ đông. À, khi nào ấy mình hâm lại nó dễ hơn. Ừ. Chứ cái đó nấu lâu lắm. Tàu hủ qua đâu? Mới chợ, tôi cũng làm mới làm ra nóng lắm anh. Tại anh thấy ở ngoài chùa cũng có làm bán. Dạ. Mấy cô mà đi làm phước á, làm để bán kiếm thêm kinh phí cho chùa. Chỗ này là cái tiệm làm là hủ có chiên luôn á. Mấy người bắt người ta vô người ta làm nó ngon. Thả cà chua vô bao nhiêu? Đi ăn đâu vậy hả? Chở đồ vậy hả? Có nhà ông Quang muốn riêu nghe. Ngon lắm nè. Mệt quá không thèm nói. Đi làm mệt quá không thèm trả lời. Anh sợ đi không nghe chứ. Không nghe. Đánh với Xíu đây. Dạ. Riêu nãy em lấy ra rồi em đánh với trứng hả Xíu? Dạ em đánh với trứng em hấp lại đó. À trứng này hay. Dạ. À, có em trộn bún rồi xong. Giò, tôm, huyết. Đó, rau hết. Đủ thứ loại rau. Dạ. Rau muống rồi bông súng á sư. Dạ hỏi con có được không? Dạ. Có mà. Phong gửi vô nãy gọi điện hỏi có ăn bún riêu chưa? Dạ. Rồi, cho con thêm miếng tàu hủ luôn mà. Đấy. Tại nghiệp đi bắt thì gửi vô cho. Thế Ngà ăn gì vậy Thế Ngà? Con gì đó? Nói gì vậy con? Kẹt tay. Nãy mới là kẹt tay. Mình lại cho nho. Sao không có ớt vậy sao không? Dạ. Từ nửa xíu vậy hả? Con ăn này á, xíu hồng. Riêu không? Đó. Riêu cô đàn. Cái này ngon. Rồi, nó quan trọng là cái này á, xíu hồng. Ừ. Uống riêu là phải có cái này. Cái này mới ngon nè. Để thật đó. Cho em nha. Rồi. Đây nè, tô này em chan nước rồi nè. Rồi, chị ăn đi cưng. Rồi, này cho cục riêu luôn. Rồi. Nên đang bận khách hả chị? Ừ, bận khách xin. Không, chứ đổi em không? Dạ. Rồi, nói ra. Ừ. Xuống Xuân Hà con ăn cái gì đây? Có cái gì? Bè cái tay kẹt. Ừ, cái tay con bị đau không con? Hết đau chưa? Hết đau chưa con? Dạ. Ờ, quá trời đổ ngon luôn kìa. Đau kẹt ở đâu? Đau kẹt ở đâu? Cánh cửa đó. Cánh cửa. Cánh cửa. Để về kết mai ăn nữa nha. Buồn ngủ rồi, buồn rồi đó. Bị kẹt tay. Buồn ngủ rồi. Mắt là đà rồi. Kẹt nhấp quá. Thêm miếng chà. Ê, con ăn sao vừa ăn thôi. Thơm quá, mắm thơm quá hay. Nhà mắm công ty họ làm á mẹ, mình cũng yên tâm mẹ. Đóng chai rất là sạch sẽ và sự luôn. Đây, để đây cho em thấy. Để đây ăn chung. Hai chén để hai bên. Ừ. Để này qua bển. Mày nấu muốn riêu bán không quá. Cạnh tranh với Dốt 10-18 luôn. Chị Thư chưa đi kiện ngày mới lên ăn cái này mà đặt. Học nghề giống, học nghề của ta. Các nghề của chị Thư vậy. Đó thì đã luôn. Rồi qua xem mời cô chú nghe. Đó. Cả nhà mình ăn muốn riêu Đồng Nai nè, riêu cua Đồng Nai về miền Tây nè. Cô thấy hả? Ừ. Vô ngon quá. Không con. Chứ chỗ mình lượt kỹ nè. Ăn nữa không? Còn có nhiều chỗ ngoài tiệm á mẹ, làm hơi sát á, ăn nó lận cận hơi khó khăn. Ăn. Tôm thẻ mà bự quá ha. Tưởng tôm sú à. Có hai tôm củ. Chứ đồ cơ nó gì nè, tay em củ nó quá không. Ngon quá. Bữa nay Xíu làm hai bịch luôn ha em. Kêu quá trời luôn. Đúng cả ký á, lột ra rồi á. Bắt luôn qua rồi á. Cả ký á, ký cua. Kêu ngon. Người ta tắt luôn rồi người ta bán chị Thư không thường á là người ta cân ký người ta bán trước khi người ta tách ra. Đúng rồi.
không mà mình... chị Thương mua làm tao tách cái vỏ là bán 50 ngàn. Còn ở Sài Gòn á là con cua đồng nó còn nguyên vậy đó chị. Sống ừ, cái người ta cân ký xong cái người ta tách ra tại chỗ, người ta xay tại chỗ cho mình luôn. Còn họ xuống tới đây họ cân là 30 ngàn ký con cua nguyên á. 30 ngàn ký người ta mua xin. Còn chị Thư ở sớm mà bắt họ bán mà. À chị Thư mua sớm mà chứ mua lại từ chợ thì giá nó lại khác. 50 ngàn. Dạ. Ngon quá trời ngon. Người ta xay sẵn luôn nữa. Thì mắm heo. Mày có chú nha. Có mẹ hai cái cây thì lạ hả? Cây mực cái nè, hả không? Cả mắm nè. Quá đã. Thật con lên đi rồi. Làm mạnh mạnh lên nha. Đồ chắc là bán 50 ngàn. Thường bún riêu á là bán hàng giá bình dân. À, nên là người ta mới bỏ huyết rồi bỏ tàu hũ vô và một cục sườn nhỏ. Còn mà bỏ mực hay là bỏ mấy cái heo quay rồi vô đó. Đó thì ở Sài Gòn họ bán giá cũng khá là cao ha, 40-50 ngàn tô là theo chất lượng mà. Ngày 50 ăn cũng. Nhưng mà con nghĩ là cái tô này chắc ngày xưa bà con mình ít tiền á mới làm món này ha, nó bình dân. Cua đồng đó, đâu có mà thả nhiều thứ vậy. Chứ nó không có sang như hủ tiếu. Hủ tiếu mới sang, phở. Cua đồng với thịt thôi. Dạ. Thịt giò. Với thịt giò. Con người chị cười đã tối. Làm to nữa đây đi á. Thôi hả? ăn mới đồng á. Quá ngon. À, tôi cứ thấy một tô hấp dẫn quá trời luôn nè. À, ăn về chắc chắn không nổi rồi. Nãy chị Saka Saka với xiến là chiên da làm một tô quá bự. Cha không lợn không về lỗ. Ta giật lên cái chút người tôm nó té ra tôm nó lợn. Con bán lỗ chắc con lỗ đổ nợ. Cũng hay là bán cái điện thoại không tặng thêm 1/2 cái điện thoại. Không có thêm được. Không có niêm được, không có bỏ thêm được. Chứ không là đỡ nợ. Còn mà mình lấy ít á, mình thấy ngại lắm. Cơm thôi. Kiểu mua nó ít thôi. Ví dụ người ta bán 20 ngàn, 10 ngàn. Lửa đó. Ăn chém rồi. Mà bán cho một tô. Còn cua không thiếu hay hết rồi. Lấy đừng đi. Không có. Chị hỏi cua. Cần tủ còn 1 bịch chị. Con bịch nửa tí. Khoảng nửa tí. Nào nó canh rau không? Canh rau cua đồng, dạ, một cây á. Canh rau cua đồng. Giờ mới có ăn. Người cái thùng thiết, thùng 20 lít đó. Cái cây đặt ống. Coi chừng nào mà nó bò ra thì hết được rồi thôi, bị về. Đầy đầy á, mình lên xuống 1 phút sách theo nặng chết được thì nữa thùng thì sách đi nặng cái đó mình về làm gì ăn nè. Về làm mắm với cho vịt ăn. Cho vịt ăn nhà ông ngoại có nuôi vịt đẻ đó. Tôi thấy nó mềm người ta hay ăn. Con cua đồng chỉ đâm với dắt nước thôi. Còn con còng người ta mới để nguyên con. Nói con còng thịt nhiều à, nãy con nói lộn á. Còng thịt nhiều, còng thịt nhiều mà nó mềm. Còn cua đồng nó cứng ít người ăn. Cứng. Giờ ta chỉ có biết là đâm lấy nước á, chứ không có cách nào ăn nữa. Hồi xưa cũng vậy, đâm lấy nước thôi rồi. Mà ít ăn lắm. Dạ. Đó, không biết. Nhà em cũng riêng nữa. Để chất ra. Dạ. Mẹ kêu ông bán, không có bán để ăn. Tôi bằng cái chán nè. Hồi nhỏ không biết tôi. Kêu bằng tôi nhèm á. Dạ. Cái mẹ mới nói ổng á, anh bán cho tôi mấy con vừa luộc cho con ăn cho nó biết con cua. Con không cho à. Dạ. Cho con cả ký à, con chán nè. Là cái đó người ta đâu có mua bán, thành ra đâu biết giá rồi bán. Vài luộc cho đứa con ăn rồi hả, nó chịu không nổi. Nó con có chịu á. Không quen ăn nó sai. Nó này nó có chịu lắm. Nó sai lắm. Chào bữa nào. Ăn đi. Nãy giờ ăn mới có 1 phần to à. Chưa tới nửa tô, cũng lừng nổi. Cô chú thấy con cua đồng cứng ngắc. Giờ làm riêu ngon nghe không? Mình cho vô trứng nè, nó kết lại. Rồi chấm với mắm nè. Rất sảy luôn. Phải quậy trứng vô nè.
tự nổi lên thì nó không có trứng được như vậy, cũng đóng ề nữa. Cái mình đánh trứng vô mình gia vị hấp lại, hấp cái lại nó nhiều lên mà nó đặc hơn. Mà ở tiệm thì đa số là làm trứng quýnh lại. Trứng quýnh lại, thịt đông rồi. Chỉ có hơi cua thôi. Cái này em không có làm thịt đông, chỉ có trứng ở bên bún. Cảm ơn cậu Phong rất là nhiều nha. Bữa nay đãi cho cả nhà ở Long An mình một bữa hoành tráng, bún riêu cua đồng. Rồi vài bữa nữa mình sẽ có một món canh nữa. Rồi Hoàng Sơn cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi ha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha. Rồi, dạ tạm biệt.